Nãy giờ không hay không quay clip. Cơm đó. Hôm nay ăn mùng 3. Nãy cúng đây nè, chị quay vô. À, gà phải không? Gà. Rồi các bạn gà. Cái này là cái gì, kêu cái gì gấu? Cái con này ốc. Giò thủ hả gì á? Giò thủ hả? Giò thủ. Còn cái loại mà nó cuốn mày nhớ không? Cuốn nó có sắc sắc như nó để trong miếng thịt nguội á. Thấy không? Là cái gì? Miếng nào nó để trong thịt nguội với chả mình á. Không. Giống vậy mà nó có thịt đỏ đỏ gọi là dâm bông. Dâm bông. Lại dâm bông như miếng thịt đỏ ao nè. Ở ngoài nó cuốn giống như miếng da heo vậy đó, ở ngoài mới gọi là dâm bông. Cái này ngay cái loại là có cái gì mà nhựa nhựa ngoài nữa đó, nó cũng là dâm bông trắng với dâm bông đỏ gì đó, dâm bông nó đỏ ao à. Dâm bông trắng hay mà dâm bông đỏ gì đó. Này có dai dai vô gọi là dọa thủ. Không thấy nó làm cũng dai dai phải không? Cái này của chị làm á hả? Ờ. Tao bỏ thằng the ra trời. Cái bỏ thằng the vô hơn, tao thấy nó dai dai rồi. Có bỏ thằng the không? Nó có sẵn trong chả rồi anh hai ơi. Dạ. Tại vì mua ở trong cái giò sống á. Có chả của thằng the giò sống á. Có sợi thịt nó sai á. Nó sai á. Mới giục cái sạc đó, mới giục cái teo mới ra cái hạt loại vô nè. Nó còn ấy mà. Ba cái giấy này sống nhanh chết chắc gì. Nó cũng dễ trồng lắm. Giống này là giống đó sao không? Giống không phải. Không phải, không phải cái loại la lớn khác nữa. Sao xíu không ngồi xuống? Mới có miếng nè, miếng chả đi hả chị? Nè, đi, ảnh đồ cho coi. Mới thịt này là khen ngon quá, ngọt quá. Rồi đâu xíu ngồi xuống ăn đi, bác hai con ai coi phim đó. Bác đang coi phim đó. Trường nè, cởi áo ra đi trường. Đực nội quá. Thổi áo ra đi. Nó động gì thôi. Trời ơi trời. Cái thằng này nó làm biến cái bằng, nó làm biến cái bằng. Hết nói đổi luôn. Cái chỗ nào mà không thổi áo ra để vậy là ăn. Ý là con cũng làm biến á. Ở chừng nào mới về là mặc vậy luôn á, thấy không? Vậy hả? Không quen, ở chút xíu quen à. À, chút xíu mới quen à. Mất mẹ rồi. Ừ, ở đây nuôi ra ngoài đường đó. Nuôi nuôi con chó bự lắm đó. Hả? Không cho. Dạ cái gì? Con muốn ăn cuốn này con ra ngoài không ngồi. Tại vì thấy ngồi này con bạc, tại tôi mấy ấy cái đổ thang. Chứ không phải là không cho. Ừ. Con muốn ra ngoài con ra ngoài. Đứa nào muốn ra ngoài không? Muốn đứa nào muốn ra ngoài thì ra ngoài nha. Ừ. Nha. Còn không đứa nào muốn ra ngoài thì ngồi đây cho thoải mái. Thank you.
ngồi ăn đi. Giỏi ghê tài, múc được luôn đó. Để mà cho cái nhà có đều lắm không Phi? Có ăn cà phê đi anh. Đều có chứ cà phê đi chắc không uống được. Tao rồi anh. Thử là thấy cảm thấy sao hả? Đang phát biểu ý kiến đi, được không? Ăn muốn ăn được không hả? Nó nghe mùi tỏi gì vậy? Mùi xả. Mày hai có bỏ xả trong đó đâu? Sao hả? Sao cảm thấy sao? Ngon. Phát biểu ý kiến được coi. Vậy chứ còn nói thử coi. Ôi. Đâu phát biểu ý kiến coi. Ôi. Trời ơi. Ghê. Thôi dở hả? Thôi dở hả? Vậy thôi hả? Món này ngon thì... Món nào ngon? Đâu món nào ngon thiệt? Em phát minh cho chị ba. Tôi cho chị ba. Vô. Úc ngồi đây đi. Cốc gà. Mời các bạn mùng 3 cốc gà. Trắng đúng rồi. Nè, đứng ra đây lấy nè.
đó. Xin chào đó. Máy bị tính nó xử lý lại.
chứ cái máy quay này nó chỉ cũng nhiệm vụ may nó quay bài á, rồi muốn cắt mình nó nói là phải đưa vô phần đó nó cắt nó. Như cái điện thoại mình không muốn ấy nữa, mình dừng đi, mình dừng rồi cái gì mình quay tiếp nữa. Nói chung là mình không lại đi nói xấu người ta. Không thôi nữa rồi phải quay tiếp nữa không được, nó dừng là nó dừng luôn. Nói xong quay rồi nói xong quay rồi quay tiếp. Nói xong rồi quay nói tiếp nó có cái nút dừng á, xong rồi cái nói tiếp nó có bốn cái nút đó. Ủa vậy mai ba mẹ đi xe đò hả mẹ? Đâu có rồi, đi qua đi xe đò xe đò. Cứ cái nút hình vuông không đi không? Nút đi chiều chiều mà. Nút chiều đi là mẹ đi trước. Ờ, lý làm dũng hả? Ừ. Lý làm dũng thì xem ra. Nhà lý làm dũng có đi không? Anh Vũ thì không đi, ông mới đi gì chứ làm nhà cho anh Chính rồi, không đi. Con nó tới nào không đi thì hỏi mẹ nhớ đường đi không, chở mẹ đi. Thì đây xuống nó không nhớ đường không? Đi hoài chứ được. Nhớ. Trời ơi, chạy hoài tới Vĩnh Kim, chạy vô hết đường Vĩnh Kim, quẹo trở lại nó tới Bến Đò rồi. Không đi được em thành rồi. Con tại Vĩnh Kim nó trễ mà. Mẹ em con không được. Là tao đi được tính trước khoảng tuần sáng bây giờ. Thì em cũng tính chiều, chưa mới đi tại khác nữa, hấp tinh sức. Ừ. Vậy là mẹ đi trước luôn mà đâu có thêm sức, đâu có giữ đúng không? Đâu có giữ được. Già mới cần phải thêm sức. Nó trẻ nó không cần thì đi thêm. Già thì lại không chịu thêm. Đổi lời cho thêm đi. Thêm miễn miếng sức lặng đi. Mẹ đi trưa thì con chở mẹ đi được. Còn này ông Vũ không mẹ đi. Mẹ đi dưới trễ này thì ai có hỏi nói tao mất. Đổi lời tao thêm sức tại tao già. Còn phải thêm miếng sức nữa. Sức nó thiếu rồi, phải thêm. Mi còn tẻ khô, nó còn thêm sức. Mẹ không chịu thêm. Rồi, dạ. Cái gì vậy? Con muốn ăn nữa mà sao? Con đơ kìa, con đơ kìa. Ăn. Để sao? Diễn Nguyên không ăn mỡ hả? Ăn già ăn cũng được. Cuốn ăn ngon lắm. Ngon, ngon hả? Cuốn ăn ngon đi. Ngon. Cục rang đó hả? Ừ. Ngon rồi. Ngon vậy dám mai làm lắm hả? Đúng không? Em hỏng nhà cũng làm cho nó ăn. Muốn nặng cố mấy đứa nó không muốn nặng ha. Trời ơi, trời nó muốn. Thích mà mình biết. Ủa cái bánh tráng này sao dày giống cái bánh chi vậy ta? Dễ lo. Dễ lo. Bà Dân có bán hả? Có hả? Có. Em nhớ bánh lét không à? Đi vậy được. Nó có hai loại rồi, bánh là dày. Mỏng cũng ăn hai cái. Cũng được. Chị đợi cái không về bánh ăn nước. Cho mình xin tiêm miếng gà. Cũng có lôi hơi bị đã. Thiệt cuốn vô này ngon lắm con. Ngựa phải ăn cỏ chứ ăn cái gì. Làm ngon. Út ngựa chém bài vậy đâu. Đây cũng ngựa, cũng đang tại sát cũng ngọt cái máy đấy sát nè. Đây cũng ngựa nữa. Đấy, ăn răng miệng luôn kìa. Là hôm nay là nó cũng đem lại cho tao là sát 50 ngàn ký. Cái gì má? Nó xem nè. Nó bắt đầu. Tết nè. Mà mình suy chân suy nghĩ không biết tại sao mà cái Tết có 3 ngày mà ăn cái gì mà ăn dữ như vậy. Bởi vì tao bình thường mình ăn bao nhiêu mà mình có đói đâu. Mà 3 ngày mà ăn cái gì mà dữ. Tao bây giờ tao không ăn. Cái gì em để dành Tết, gì em để dành Tết. Tao cứ dùng nó Tết ra tao giờ ăn rất. Cái gì bình thường mình muốn ăn cái gì mình cũng ăn vậy. Chứ phải chi mình không ăn bữa cũng món lên. Bình thường cũng ăn vậy. Thì bình thường mà cũng nấu cháo gà ăn bình thường vậy. Bình thường cũng. Tao ha, có thèo lèo, tao thấy mà chợ có thèo lèo tao. Tại bình thường dân đi tiệm nó mua thèo lèo gì hoài. Được rồi. Không cuốn không em? Không cuốn hả? Sao kìa? Đúng chỗ là có bún gần nữa rồi. Dạ có cuốn cơm cũng được. Con cuốn có bún hay em cuốn gà với thịt. Quên mẹ. Gà với thịt coi được. Bún cho mang no. Để bỏ. Bún cho mang no. Mà kẹt cái này ăn bắt. Sức, sức ngược có giới hạn. Con nhiều khi con cuốn chút mà con vẫn cuốn gà với thịt không cuốn bún. Như con nói ngại làm bánh xèo đừng có phải làm bột cái gì chủ yếu là cái nhân thịt là bự với rau là được rồi nhân nhiều quá nhé. À mẹ anh không có em lại phải cái nhân xong để em cuốn cái nhân xong hay với cái rau
không có phát cũng có bột. Có không có bột à? Không có bột. Nhân nhiều nhé. Em thì không chịu cuốn bột biết gì không, nhưng đó là nhân của ra cái măng á. Đúng không? Chứ không có phải là thịt nhiều, mẹ làm bánh xèo không có thịt nhiều như chị đâu. Nhưng của mẹ toàn nhân trái không à. Ta ăn là còn nửa ba cái măng ta ăn xong. Bởi vì mẹ ta đâu cần nổ không đâu. Đúng được, mới là nhiều. Nguyên nhúng 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 giùm măng nhúng bộ. Nhúng giùm cốt cái coi cốt cái cho gọn nha. Ủa à, có cái cầm không? Cái cầm không? Cái tâm mà cái tâm cổ hỏi mở hai con hỏi hỏi tôi biết đường đâu tôi ấy. Cái nổi lên dưa nè mấy đứa. Đây là con nổi lên dưa nè. Cậu hai không cậu hai không bắt leo trèo được cậu hai. Không bắt leo trèo phần ba được. Không. Không bắt được hả? Cậu hai chưa bắt không. Gì leo trèo gì? Mà đi ngủ đi. Quỳnh Lan mắc gì vậy? Gì? Hả? Chuyên cuốn gì vậy? Cuốn gì dữ vậy ta? Ta thử nghe vậy thôi. Vậy thôi á hả? Chú nhìn xíu. Có nhìn xíu không? Dạ. Mày thấy con cua dưa không? Ngọt ăn ngon ghê không? Xíu khoái liền, ăn đâu có phải gỡ không? Có 5.000 ký à, tới rồi nó nói vậy đó. Hai mà không tránh hộp vô chi vậy ăn. Mình gì đâu. Cái ăn dưa mà nó càng rằng vậy á. Ăn mà vậy ăn mà vừa cặn vậy. Không có được thôi. Gắn mà nó càng rằng. Gắn chi vô. Chứ hồi sau 4 chục hả? Hồi trước đầu tiên 6 chục hả? Hồi sau 6 chục. Sao? Hồi trước là trước 6, 15. Hồi sau 4 chục. Sao nãy vậy? Cái gì vậy? Vô trùng hóc á. Cái gì có 40 hả? Trùng hóc mà có vậy coi vậy, chừng hồi trước 65 nó thơm á. Hồi sau này 40 dở không thơm đó. Đó thì chị dở ừ, không thơm mà. Mà cái bạc hoa vậy nè, chị mới nói không thơm nghe. Trời ơi, cái bạc hoa là mắm người ta biết làm ngon lắm. Hai cái hũ đó là đừng ngon lắm. Ngon. Cái này là bữa phẩm, hai cái hũ này nó ăn chưa, hũ tháo ra biết liền, nó biết liền, ngửi nó chưa. Mày chưa ăn hả? Cái đó gió thổi ra lợi về mà không thơm. Thơm đó, giờ để đó rồi thơm đó. Tại hãy để mấy bên đây miếng dưa thơm. Chứ thơm, chứ thơm. Ủa mình nhớ mình ăn có một miếng dưa xong đó. Làm 2 miếng ta. Tàn cho. Tàn. Tàn. Tàn thái nhà. Thôi bỏ đi, bỏ đi, lát cho Diễm Viên bưng. Tại cái hũ 40 là nó mua ngay cái chỗ cái ông đó làm. Còn cái kia là nó mua, nó lấy, nó bán lại, chứ không? Nhưng chưa? Ngày Diễm Nguyên cái này dồn vô cái con đó. Còn tính bán lại hay gì? Có đâu, nói mẹ cho nghe. Coi bữa hôm nay sáng còn mắm. Mắm nó thơm, ngon, tính nó còn mắm. Một ký có sen đó hả, mà toàn nhiêu đặng đó hết đó hả? Ừ, cũng dữ dằn hai đời. Tôi lấy con 60 ngàn, tôi lấy á. Vậy mà tao nói với đám dỗ, tao đem tao nói 3 ký thì tao sợ dư. Không dư đâu hen. Tao sợ dư thấy bà luôn, tao nói trời trời, không lẽ dư chứ. Nó làm gì vậy? Cái gì dư? Anh em tính ơi, thời có chừng cái chừng 2 thùng 3 thùng nha. Biết gì mới nấu ra, mới nấu ra. Biết bao nhiêu người không? Muốn biết bao nhiêu người ăn cỏ không mà tôi muốn này tôi muốn nè. Dữ vậy hả? Tao lại tao thấy có 3 ký cho nó chắc.
không trình đây là đi dư. Ghê quá, sợ quá. Yeah.